Dạ ngon anh. Ngon sao? Khi mà mình cắn miếng bánh mì vô thì cái vị bơ nó hòa quyện với bánh mì. Không có bơ nha, bánh mì không có bơ. Cái gì anh, cái bột bột cái gì? Ba tê. Nó hòa quyện với nhau tạo cái hương vị mà nó sọt lên cái khứu giác của mình. Ảnh hưởng cái khứu giác của dù mũi bị sữa, được giảm thì cũng được. Cái vị ngon của nó, nó mới xông lên cái sống mũi, ngay cái đây là the the cái sống mũi. Trời ơi, ba tê mà. Ba tê mà the the sống mũi. Một sự cảm nhận vô cùng dối trá. Phải những người cái miệng mà size XXL nha em. XXL. Ờ, size cái miệng này khi mà hát là chắc chắn sẽ không được. Nó bị nhỏ, nó bị chúm chím quá. Cái miệng này thổi kèn đồ được. Đó, thổi saxophone rồi đó. Chúm chúm lại, chúm lại. Còn những người mà ca sĩ là phải cái miệng như em. Để có thể tống hơi ra. Cái miệng như anh là dùng để live stream thôi. Cái miệng như em là bán hàng, bán chợ trời. Cái miệng như em á là các bạn mình chắc các bạn phải về hết đây nè. Quá tuyệt vời. Dạ, ảnh kể tới 6 cái lần. Rồi, đây. Lady first. Đừng chăm như ta. Cho em là người phụ nữ thứ hai. Anh sao Hương Giang, anh chị. Anh xin phần còn lại đi anh. Đây, chúng ta thấy không? Bánh mì là có pate và tương ớt. Mình vô đi, mình vô đi. Rất là ngon luôn, thật sự. Vô. Ôi ôi, cái pate nó thơm. Nó giòn, nó thơm, nó béo. Nó ngậy, rất là hợp lý. Như vậy thôi mà đã rất là ngon rồi đó. Em không nghĩ là như vậy. Em muốn lưỡi đúng không? Mơ mộng đi cưng. Không, khi... Ngon lắm luôn á. Thôi cái mặt nó ngon lắm luôn mà đâu có thấy ngon gì đâu. Phải không có thể hiện được. Em ngửi thôi. Ngửi thử thơm lắm nè, xương ngửi thử đi, ngửi thử. Thôi không. Gì vậy? Gì vậy? Đằng nào người ta cho mình thấy ăn chứ đừng ăn bổ ả vậy chứ không? Để anh xin cho em ăn. Mọi người ơi, mọi người có thể cho em xin một miếng bánh mì. Đây chị có con giả để em nuốt đi cưng, để em nuốt. Lắm, ngon cưng. Dạ ngon anh. Ngon sao? Khi mà mình cắn miếng bánh mì vô thì cái vị bơ nó hòa quyện với bánh mì. Không có bơ nha, bánh mì không có bơ. Cái gì anh, cái bột bột cái gì? Ba tê. Nó hòa quyện với nhau tạo cái hương vị mà nó sọt lên cái khứu giác của mình. Ảnh hưởng cái khứu giác của dù mũi bị sữa, được giảm thì cũng được. Cái vị ngon của nó, nó mới xông lên cái sống mũi, ngay cái đây là the the cái sống mũi. Trời ơi, ba tê mà. Ba tê mà the the sống mũi. Một sự cảm nhận vô cùng dối trá. Cũng đã được ăn rồi mấy đứa ơi. Bây giờ mình ăn cái gì ta? Món này ở nhà ăn hoài. Ủa, nhà em nấu móng tay không hả? Nhưng mà quan trọng là ăn ở đây. Ăn cái chương trình Thiên Đường Quan trọng là chiến thắng. Bây giờ mình ăn món gì trước? Mình sẽ ăn cái món bánh mì kebab trước nha. Hình như họ biết trước hay sao họ làm có bốn cuốn rồi. Kiểu vừa đủ không? Mặt anh Lâm sao vậy anh Lâm? Bánh mì kebab có gì kì? Chúng ta mỗi khóc giữa cơn mưa, mây thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau. Dĩnh nhân. Là mình chấm một chút xíu, chấm là sốt mayo nè. Ủa cái này nè. Em làm nhé. Nhỏ sang ha, nó chiến thắng mà sao vẫn rụt rè ta. À, hồi nãy mình được ông Hoàng cắt cho mình ăn á ha. Ôi vậy mình tự lấy, mình tự lấy kìa. Nãy giờ miếng không mình thơm, cái rau nó giòn. Ở bên Tây á, người ta có thể sử dụng bánh mì mỗi ngày, thậm chí cả tuần người ta ăn bánh mì. Anh ăn đi, anh nói chi vậy, ai kêu anh nói đâu. Tại vì bên Tây á, người ta cũng biết ăn cơm. Ngon mà. Nó béo mà nó ngon kinh khủng luôn. Cái vị của nó bùi bùi á, kết hợp với lại thịt nè, thịt nướng với lại rau á, là nó vừa quyện qua quyện lại vừa đủ. Chủ đề mình là bánh mì, em nói liên quan tới bánh mì xíu nha.
Bánh mì hả? Cái bánh mì thì lần em nói thiệt thiệt nha, là lần đầu tiên ăn luôn á. Dạ em thấy cái bánh mì này á, nó không có giống như cái bánh mì mà em ăn ở ngoài đường. Rồi cái bánh mì này nó là một cái lớp rất là mỏng. Em ơi, ở ngoài đường em ăn bánh mì lề đường, còn đây là đầu bếp thượng hạng. Dạ nó khác nhiều chỗ đó anh. Xong rồi cái có fan vai nữa thấy không? Vậy ăn cái này cũng có khoai tây nữa anh. Lần đầu tiên em ăn có khoai tây không? Có ngon, có cây giòn quá. Ngon quá. Em ăn rơi rụng quá sao anh? Anh ăn vệ sinh chứ đừng anh đi. Thực là thực tình là tụi em thắng mà tụi anh cũng không thích lắm nha. Đó là bị thua tại sao rồi? Sao xin xa? Ở lộn Đông Sương. Ngon ngon, ngon hơn bánh mì ốp la nhiều. Biết ngon rồi. Nó vẫn nhắc đến mì ốp la. Bò cũng ngon, thịt gà cũng ngon. Mà không có rau nữa. Nãy chị ăn rồi em không quan tâm lắm. Hồi nãy chị ăn là ăn cái khác, cái này cái khác. Em tả cũng ngon đó Cương ơi. Thật sự ngon. Có thể chúng ta ngồi trên bàn này cũng thấy. Nhưng những khoảnh khắc chúng ta làm gì thì sóng truyền hình đều thấy hết. Đề nghị bỏ cái ấy lên lại đi Cương ơi. Trời ơi, ở đây người ta chuẩn bị 4 cái hamburger cho ông Hoàng Hạnh Phúc với lại 3 người chơi mà tự nhiên bên kia không biết ai nữa. Chắc anh Năm quá à, anh Năm. Trời ơi, cái hoa để tập chân nè, cái ý đồ tập chân cái Lâm. Hoa. Em là một nghệ sĩ hài đang trên đường. Thôi được anh đi. Ông đem được nghệ sĩ rồi ta. Em có lấy cái gì đâu trời. Trời, đưa vô cái chén. Cái móng tay của người ta có đưa vô cái chén kìa. Bỏ vô cái chén lộn luôn rồi, ai dám ăn. Chưa biết gì hết. Lúc nào cũng vậy, thử cái mà không nói được câu nào. Ôi lên món nữa kìa. Cái độ xốp bên trong rất là mềm, cực kỳ thơm luôn. Không, em mời mọi người ăn thử món này thật sự. Trời ơi, người ta mới có cái lòng tự trọng với ai mà ăn thua mà ăn em. Không, anh ăn ăn à. Em tự trọng ăn gì, tự trọng tự ái gì bỏ hết nha. Dương Lâm. Dạ. Em là nghệ sĩ à? Trời, anh nói nghệ sĩ thì em vẫn ăn, bạn mời thì em sẽ ăn. Trời ơi nghệ sĩ gì? Ngon quá rồi, mấy mầm ngon. Ôi, các bạn bên trái ơi, trời ơi, các bạn trên lầu ơi, cảm ơn mọi người. Ủa gì vậy, giận trong trường hả? Không phải, Lâm xuất hiện ở đâu thì cũng có cái bài y chang vậy trơn đó. Lẽ ra còn cái khúc sau nữa đó thành các bạn bên trái ơi, các bạn bên phải ơi, trên lầu ơi, dưới nhà xe ơi, hai tay giơ lên nào đó. Dạ, lời nói đầu tiên cho danh nhân Thành Đạt cũng như là vận động viên Cự Tạ gửi đến tất cả mọi người lời sức khỏe trọn trọng nhất ạ. Kể nghe xem tình hình buôn bán của em giờ này thế nào? Dạ, buôn bán vẫn ế đều. Em thắc mắc là tại sao gọi bạn cái là doanh nhân và bán là bán cái gì ấy? Bán tất cả các mặt hàng. Trời, tại vì em like cái gì là em đổi cái đó. Ví dụ bữa đó em like sầm sườn sầm xẻ, em đổi sườn xẻ đầu. Là gì? Là sườn xám xẻ đúng không? Sườn xám mà xẻ đây nè. Dạ anh Giang cần gì quán đổi đầu không? Quán anh đang ổn định. Bây giờ tụi nó duyên quá rồi, bây giờ giải trí. Bây giờ chọn ai, bây giờ hai đứa đều duyên, giờ sao vậy? Chọn em đi anh, ngoài nhan sắc và em có cái giọng hát của mình nữa. À, có không? Ca một bài liền. Dạ đây là bài hát mà do một fan hâm mộ viết tặng riêng cho em. Xuất sắc. Dạ em xin trình bày ca khúc được mang tên Anh Dương Lâm Đồng Nai. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Diễn hài không vui nên về đây đi băng lại chim. Em ơi, nó nghe nè, không có khán giả nào mà sáng tác một cái bài mà nó kỳ cục với cơn trời á. Em tự sáng tác, em viết giờ em nói đại đi em ơi. Em, vô điệp khúc. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời căng thêm sương vui. Chàng trai này nhà ở làng bên, ba má nó sớm hơn tảo tần. Mà giờ đây Dương Lâm thật đẹp trai. Khoan em quá trời. Nguyên một cái tỉnh Đồng Nai lên đây là cổ vũ cho em phải không? Dạ. Em ở cách nhà Dương Lâm 9 phút đồng hồ. Dạ. Bây giờ không dám về đó ở nữa. Mỗi lần về phải đi ngang qua để kể cho nghe.
về bán cà phê. Bán cà phê là lấy cái hình của ông, lấy cái hình để lên bán cà phê đó, sao để xong giờ dẹp rồi. Dạ ban đầu là mẹ em cứ bán bình thường thôi, bán cho khách vãng lai thôi, mà cũng khách cũng lai rai đó. Từ ngày cái em đăng quang này nọ cái mới trụ con tôi trụ trụ dữ trội rồi cái rửa nguyên tấm hình chà bá lửa anh. Quán Bảo Lâm kính mời nè. Mà đứng vậy luôn á hả? Đúng đứng vậy luôn nè. Hay quá ha, giống như cây đèn thần. Cầm ai vô. Hồi xưa đó, người ta còn biết là khách vãng lai ở lâu lâu ta không biết nhà ai ta ghé đúng không? Nhiều khi nhìn đứng cái tướng này thì ghét không vô. Mà bình thường là mẹ bán nước mía nữa. Mà nghệ sĩ người ta kỳ nước mía. Đúng rồi. Đó là từ khi mà mở mở nước mía là em không có show luôn anh Thành. Từ đó mới chuyển qua bán hàng trên mạng đó. Anh Nghĩa, mấy giờ dẹp đường hát hò nữa mà kêu nó ngồi talk show đây, mình ngồi chắc chuyện nhau nghe. Ngồi nói chuyện thôi. Ngồi nói chuyện thôi. Ca sĩ đừng cho ra nữa, cho ngồi đâu luôn à. Thôi, tội nghiệp người ta. Puka, em nghĩ dạ. Sao? Em muốn về với ai? Dạ, ai em cũng muốn hết trơn á. Em nói từ trái tim của em đi. Dạ, thật lòng trái tim em. Em muốn anh nào? Anh Trường Giang, anh Trấn Thành hay muốn về với anh Diệp Tiên? Anh hỏi câu hỏi khó. Không lẽ giờ em ra em lấy xe em chạy về nhà chứ. Rồi thôi Dương Lâm nói đi em muốn về ai nè. Dạ em ai cũng được, về anh càng thích hơn. Rồi sao hai đứa này, hai đứa này nó bình bông nảy chuối ghê luôn vậy đó. Bây giờ anh quy định luôn, Puka về với Trấn Thành, Dương Lâm về với Trường Giang. Em thì em nghĩ anh này không phải là dancer, mà anh ta chắc chắn là sửa điện thoại. Sao mà cầm điện thoại vô nghĩa mà cầm hoài như vậy? Ừ không. Lâm ơi, nhà tài trợ đó Lâm. Em ơi, từ nay về sau em không còn có mặt trong chương trình này nữa em nha. Em xin lỗi, xin mời chương trình cắt khúc này giùm em. Xin mời chương trình. Lâm à Lâm, trên đời này không có gì là vô nghĩa em nhé. Dạ dạ. Chẳng hạn như việc livestream cũng không có gì là vô nghĩa hết cả. Với lại khi mà em thấy anh nhảy đó thì cái mặt của anh lúc nào cũng vậy nè, rất là thần thái. Em phát hiện là anh chồng năng xứ. Mà thường thường những người chồng năng xứ không bao giờ hát hay như em với Puka. Thật sự luôn. Em nghĩ anh này là hát dở. Tại vì khi mà làm năng xứ đó thôi, thì thôi. Cái tiếng lưỡi của mình. Khoan em chưa nói xong. Đừng nói năng xứ nữa. Hai ham. Gì? Tự nhiên mọi người tém môi lại hết. Em nghĩ là anh này không hát hay, bởi vì răng sứ nó làm ảnh hưởng lắm. Nó ảnh hưởng tới thần kinh. Khi trồng răng sứ người ta rút tủy em phải không? Có. Cho nên nó ảnh hưởng tới thần kinh. Ủa cái đó mình rút tủy hả? Có rút tủy mới làm được anh. Anh chỉ nghĩ là nó bào cho nó đắp sứ vô thôi chứ. Dạ em là bị rút nên thần kinh em nó bị. Bảo Lâm, ý kiến của em nè. Không, em nghĩ chị hát cũng được đâu. Mặt chị hát kỳ quá. Bà đi mà đọc rap á, em thấy cái khẩu hình bà đi đọc rap á, quá đẹp quá đẹp mưa. Thấy vậy là rõ ràng. Em nghĩ là bà này hát cũng được. Bà này chắc live stream chung với là Bảo Lâm. Cái miệng mà nói cũng kém lặng kém lậu chứ không phải là ca đâu. Đúng là cái hình trên clip là cái khuôn mặt đó, không phải là khuôn mặt đang hát. Đúng rồi. Khuôn mặt nó đang trả bài cho cái ông quay phim. Bắt đầu. Em đi có non đi, em đi chơi có non đi, 2, 3. Em đi trên con non gặp đôi bờ chiều mưa. Đó, vậy 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 vậy. Phải những người cái miệng mà size XXL nha em. XXL. Size cái miệng này khi mà hát là chắc chắn sẽ không được. Nó bị nhỏ, nó bị chúm chím quá. Cái miệng này thổi kèn đâu được. Nó thổi saxophone rồi đó. Chúm chúm lại, chúm lại. Còn những người mà ca sĩ là phải cái miệng như em, để có thể tống hơi ra. Cái miệng như anh là dùng để live stream thôi. Cái miệng như em là bán hàng, bán chợ trời. Cái miệng như em á là ê ê ê. Các bạn mình chắc các bạn phải về tới đây nè.